Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa khởi đầu cho sứ vụ rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa cách công khai của Chúa Giêsu, cũng là dịp để trả lời những câu hỏi liên quan đến con người của Ngài. Chúa Giêsu là ai và từ đâu đến và sứ mạng của Ngài là gì? 1. Chúa Giêsu là ai và từ đâu đến? Chúng ta vừa cử hành những biến cố quan trọng về con người lịch sử của Chúa Giêsu như lễ Giáng sinh, lễ Thánh Gia. Lễ Giáng sinh cho ta biết Giêsu lịch sử ra đời cách đây hơn 2.000 năm tại làng Bethlehem nước Do Thái. Lễ Thánh Gia cho biết con người Giêsu ấy có cha, có mẹ, sống dưới mái nhà quê nghèo như bao con người cùng thời. Hôm nay, giáo hội mừng kính lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, mời gọi ta hướng đến con người thiên tính của Ngài. Trong phép rửa này, chính Chúa Cha từ trời đã mặc khải cho nhân loại biết về Chúa Giêsu, con yêu dấu của Cha. Trước đó, ông Gioan với sứ mạng ngôn sứ đã đi trước dọn đường cho toàn dân đón nhận đấng cứu độ sẽ đến. Người ta tỏ lòng sám hối và xin ơn hoán cải trở về cùng Chúa. Gioan làm phép rửa cho họ bằng nước. Nước biểu tượng của việc thanh tẩy những vết dơ. Rửa những vết dơ bên ngoài mang ý nghĩa thanh tẩy những tội lỗi trong tâm hồn. Phép rửa ấy còn phải chờ đợi một phép rửa sẽ đến sau, mang ý nghĩa sâu xa hơn. Phép rửa này do chính Chúa Giêsu thực hiện trong Thánh Thần và trong máu của Ngài. Cái chết của Chúa Giêsu đã tẩy chúng ta sạch mọi tội lỗi. Ngài dìm chúng ta trong Thánh Thần để từ nay ta hoàn toàn thuộc về con cái Thiên Chúa. Mỗi người tín hữu khi lãnh nhận bí tích rửa tội là được dìm trong Thánh Thần của Chúa Kitô, được máu của Người tẩy sạch họ mọi tội lỗi để họ được gia nhập vào giáo hội thánh thiện của Chúa. Đối với chúng ta là những người có lòng tin thì ngoài Chúa Kitô ra không còn ơn cứu rỗi nào khác. Cái chết của Ngài đã giải phóng chúng ta hoàn toàn khỏi tội lỗi và cho ta sống đời sống mới. Nơi phép rửa hôm nay, chúng ta thấy có sự hiện diện của ba ngôi. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con." Có tiếng Chúa Cha từ trời tuyên sấm xác nhận thiên tính của Chúa Giêsu. Có Chúa Thánh Thần xuất hiện dưới hình chim bồ câu ngự xuống, đậu trên mình Chúa Giêsu. Mầu nhiệm ba ngôi được mặc khải trọn vẹn nơi biến cố này: Cha, Con, Thánh Thần. Chúa Giêsu từ trong vinh quang hiệp thông ba ngôi Thiên Chúa đến với con người. 2. Sứ mạng của Ngài là gì? Nơi phép rửa của Chúa Giêsu, Ngài được Chúa Cha tấn phong làm đấng thiên sai. Đây là biến cố đánh dấu khởi điểm đầu của sứ mạng rao giảng công khai. Có Thánh Thần hiện diện, sứ mạng của Ngài là quy tụ muôn dân tản mạn khắp nơi đưa về cho Thiên Chúa. Con đường cứu độ Ngài thực hiện lại là con đường người tôi tớ khiêm hạ. Thầy đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình. 3 năm trời miệt mài rao giảng chân lý, tình thương của Thiên Chúa, tìm kiếm và cứu vớt những tâm hồn tan vỡ bằng lòng thương xót vô biên, đụng chạm đến những vết thương nơi tâm hồn và thể xác con người để băng bó và chữa lành cho nó. Đánh thức lương tâm con người để họ thay đổi cõi lòng. Tha thứ cho những người tội lỗi, mời gọi con người bước theo Ngài bằng sự tự do, nhẫn nại giáo dục các đồ đệ. Phương thế để thực hiện những điều đó chính là nêu gương cho mọi người bằng con đường tự hủy. Ngài đã bỏ chính mình chỉ để sống cho vinh quang Thiên Chúa. Tinh thần của Ngài là tinh thần bát phúc. Phúc cho ai nghèo khó, hiền lành, ưu phiền, đói khát công chính, biết thương xót, tinh sạch trong lòng, tác tạo hòa bình, bắt bớ vì sự công chính. Chúng ta là tín hữu của Chúa, con đường giải phóng đích thực. Không có con đường nào khác hơn ngoài 8 con đường này. 3.
Phép rửa của Chúa nhắc đến phép rửa của ta. Phép rửa của Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy gẫm về phép rửa của mình trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúa Giêsu từng mong ước có một phép rửa ta cần phải nhận và ta khắc khoải chờ mong cho nó hoàn tất. Luca chương 12 câu 50. Phép rửa này, Chúa muốn nói đến cái chết của Ngài trên thập giá là lúc hoàn tất con đường tự hủy và khai sinh giáo hội. Giáo hội chính là thân mình của Chúa Kitô. Khi chúng ta lãnh nhận phép rửa là ta hiệp nhất trong thân mình của Ngài. Nơi bí tích rửa tội, Chúa Kitô làm cho chúng ta thuộc về Chúa. Sống trong mầu nhiệm hiệp thông ba ngôi, trong phép rửa chúng ta chết với con người cũ và sống lại với Ngài như những thụ tạo mới. Phép rửa tạo nên một sự tái sinh đích thực, tái sinh chúng ta trong Chúa Kitô, làm cho chúng ta trở nên chi thể Chúa, liên kết chúng ta với nhau chặt chẽ như những chi thể cùng một thân mình, có Chúa Kitô là đầu.